Here we can eat. Look here. Smile. Let's look here. Don't keep smiling. Population increases. I know. Look at how many. Look. Oh, sorry. Who will I get first? Who do I? Everybody. Who do we? Cái gì con bỏ đi cái bình tia ra chụp hình cho đẹp chứ. Cầm bình tia đi. Bỏ bình tia xuống để chụp hình bài chụp cho con thì cho đẹp. Bỏ bình tia đi xuống. Cái đó là gì vậy cô? Cô không biết nó là ao cô lộ nè. Cái đó cô đang quay phim vì cô ấy cô đang giả. Yeah, you don't need to jealous about your baby. This chart, no, right now, no, I don't know. I want to take it, but no. I don't think we have enough battery, though. Con ăn cần cắt đâu? Con thì con cắt ra nha, mẹ cắt con nha. Con muốn ăn vậy hả? Bắt trước. Con cầm hai tay. Để thấy mấy chị làm sao đó trước. Hi. Say hi kìa, say hi kìa. How old are you? Cassie, how old are you? 2.5. And you are now... Better, huh? Con thằng boy nữa. Con thằng boy. Con thằng boy. Con thằng boy. Mấy giờ anh ăn? Chắc là đó là một giờ mấy đến giờ rồi. Mà nó hoang ghê, nó ở trong kia, mọi bữa nó khóc, hôm nay nó ở trong đó. Em vui mà hả? Em thấy nhiều người em vui mà hả? Nhà anh mà đủ armor rồi. Đủ là xuống hết rồi. Dạ hả? Dạ chưa rồi nha, chứ mở cái khu mà hồn kia. Đúng rồi, dạ đủ là xuống hết rồi. Bao nhiêu trong phòng này, dạ cô đem vào đối bé ở đâu không dạ? Sức nhân cái gì cũng có trên. Giờ cầm lên cô bố nữa, bây giờ đâu? Đầy luôn, đủ là xuống hết rồi. Có con, nhìn thấy là... You see that? That's what
Anh mới được, anh mới đổi đây thôi đó. Dạ. Đủ là sẵn mà cái tấm đây đó. Bây giờ đó. Hồi xưa là bố là người chơi súng rồi. Mà bố đó là hồi xưa là quý phụ. Mình đã không có chỗ bắn. Chúng mình mua đi tặng bắn thì bày ra chỗ bắn nó chỉ cho bắn đường viên rồi chứ nó không không cho để nguyên một băng rồi. Cái bò rồi chỗ này luôn không khác. Cái bò là ngày mấy ngày mấy. Ra ngoài đâu ai cho mà nó chỉ bắn là được. Bắn đường thôi. Không. Đi tìm mà anh cũng không cái chỗ gần nhà đang mở là cái đó là outdoor luôn mà nó không cho mình đi. Anh nghĩ cho cái set thì từ khi lên rừng lên núi đi săn nó đi săn thì đó. Mà bây giờ cũng đổi. Là xong bây giờ bố mắt nó sắp chân đông nữa qua để mà nhân viên cái tủ để ra. Chưa kể là cái súng hơi hai chai hơi gặp lại mười mấy khẩu. Giờ dục năm giờ nóng mới đỡ được. Yeah.
Thank you.
Hai cơ sĩ. Cơ sĩ đẹp quá. Đồ nói vừa tay bà đâu có thấy đâu.